sáng nay tại buổi làm việc với ủy ban kinh tế của quốc hội bộ tài nguyên và môi trường cùng các bộ ngành liên quan về tiếp thu hoàn thiện dự án luật đất đai sửa đổi phó thủ tướng trần hồng hà nhấn mạnh nguyên tắc thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng phải bảo đảm công khai minh bạch hài hòa lợi ích nhà nước người dân nhà đầu tư khả năng bố trí nguồn vốn ngân sách của nhà đầu tư bảo đảm an ninh trật tự xã hội hạn chế khiếu nại khiếu kiện Phó Thủ tướng yêu cầu cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra phối hợp chặt chẽ để tiếp thu, hoàn thiện những nội dung đã thống nhất tại cuộc họp dựa trên dự thảo chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5. Đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau thì cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra đề xuất phương án cụ thể và có thuyết minh, căn cứ giải trình rõ ràng cụ thể tại cuộc họp phó thủ tướng trần hồng hà cũng cho ý kiến đối với phương án chỉnh lý nội dung về các phương pháp định giá đất quyền của đơn vị sự nghiệp công lập thuê đất trả tiền thuê hàng năm các chỉ tiêu trong quy hoạch sử dụng đất quốc gia phân loại các nhóm đất thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất đối với dự án nhà ở thương mại